Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi diễn biến tập 12 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Bão Đồng của tác giả Cao Năm. Đấy, thuật bây giờ là thế, chứ có còn ra thuật quyền bí thư kiêm chủ tịch xã nữa đâu. Để một đảng viên già như ông Mải tìm đến nhà, như vẫn đến nhà bí thư xa trước đây mỗi khi dân tình có gì xôn xao đồn đại, để hỏi xem thực hư lời chị Luân nói chiều nay đúng sai được mấy mươi phần trăm. Không biết với người khác, khi nghe chị Luân nói thì thế nào, chứ với ông Mải thì lời chị Luân nói chiều nay đúng sai mấy mươi phần trăm chưa thể phân định được. Đầu tiên ông cụ nghe như nghe một tin đồn, mà tin đồn thì hay thất thiệt, không đáng để vào tai. Mãi đến khi chị Luân nói xong mới thấy háo cổ bưng mất nước vối nấu với lá chi chi để nguội, uống vào đến đâu biết đến đấy. Dốc cả bát nước vối vào cổ, nuốt ực một cái, hà hơi đứng dậy bảo: "Thôi con về, còn cơm nước cho cháu nó đã. Tối chú Điền đi học về con sẽ sang, còn kéo cả anh Trung, đội trưởng với chú Thủy đội phó sang nữa, có gì coi như hội ý chi ủy và ban đội luôn." Bấy giờ ông Mải mới cảm thấy cái tin chị vừa nói kia hệ trọng thật rồi, nhưng cũng không còn ai ngồi lại với ông để mà bàn soạn hỏi han trao đổi. Mà đã không bàn soạn hỏi han trao đổi cũng tức không nói ra được với ai, cứ để trong bụng nghiền ngẫm một mình, mưu tính một mình, thầm nghĩ một mình, và cũng ấm ức một mình luôn thể. Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi bà vợ hỏi: "Tối nay họp hành gì ở đây, hả ông?" Chỉ có thế, ông cũng nói như gắt với vợ ngay được: "Họp gì đâu mà sao bà hỏi kỹ thế? Tôi bảo bà lấy mấy cái bát uống nước ra đây thì bà cứ lấy." Khi bà vợ mang mấy cái bát đàn ra để trong cái khay gỗ giữa chiếu ngoài sân, ông Mải cứ ngồi chiêu nước bối và hút thuốc lào vặt chờ đám chị Luân, anh Trung sang và thằng con đi học ngoài tỉnh về. Đành vậy chứ còn cách nào hơn, khi những tin tức chỉ từ huyện về đến làng còn tam sao thất bản, lúc người này nói như thế này, lúc người khác nói như thế khác, không còn biết tin vào đâu bây giờ, đành chờ đợi vậy. Trăng đầu tháng như cái lưỡi liềm treo ngang ngọn tre, vẫn chưa thấy cánh chị Luân sang, anh con đi học cũng chưa về. Ông Mải ngồi lâu mỏi lưng, định vào giường cầm chiếc gối mây ra ngả lưng cho đỡ mỏi, thì nghe tiếng líp xe đạp lạo xạo ngoài ngõ, rồi tiếng cánh cổng tre kèn kẹt. Ông Mải biết là con trai về, chỉ có con trai về mới có kiểu mở cổng kèn kẹt thế, chứ bà ấy hay con Viên thì cứ mở rẹt một cái, nghe như người ta kéo rào. Biết con trai về nhưng ông cũng chưa vội đánh tiếng. Điền dắt xe đạp vào sân, trông thấy ông cụ hỏi ngay: "Thầy chưa đi nghỉ ạ?" "Sao anh về muộn thế?" "Bị nhỡ phà hay vào qua huyện mà giờ mới về?" Điền nấc hẳn chiếc xe mang vào dựng trong nhà, quay ra vừa cởi quần áo ngoài vắt lên thành ghế, vừa nói như thanh minh: "Con bị nhỡ phà, mới lại chiều nay kiểm tra hết môn, làm bài đến 5:30 mới được nghỉ. Vậy mà tôi cứ tưởng anh qua huyện ủy chỗ anh cải cơ đấy." Nghe giọng nói có vẻ khang khác của ông cụ, Điền vội bước ra sân hỏi: "Có chuyện gì hả thầy?" "Vậy là anh chưa biết gì thật. Chị Luân chiều nay được triệu tập cấp tốc lên đảng ủy, nghe cán bộ huyện về trực tiếp phổ biến quyết định thu hồi nghị quyết của thường vụ huyện ủy về giao ruộng khoán rồi." Quả là một tin quan trọng, Điền chưa biết một tí gì thật. Không đợi ông cụ nói thêm, mới nghe đến đây, Điền dồn dập hỏi, cũng chẳng cần biết là ai đang hỏi ai: "Đâu thu hồi? Ai ký quyết định thu hồi? Mà làm sao lại thu hồi cơ chứ?" Nghe anh con hỏi, ông bố mới ngỡ ra. Đúng là người già, dẫu mưu lược đến mấy, nhưng động đến giấy tờ nhiều khi lại không bằng người trẻ. Ông bố ngỡ người ra giây lát, rồi cũng tìm được chỗ tin cậy: "Tí nữa chỉ Luân sang đây mây hỏi rõ. Hồi chiều chị ấy đi họp về qua nói thế, thầy lại quên không hỏi kỹ. Mà anh cũng phải tắm rửa rồi cơm nước đi đã chứ." Ông cụ nói thế làm anh con cũng thấy không có gì phải vội vã nữa, liền bảo: "Tí chỉ Luân sang nhà mình hả thầy? Vậy con đi rồi áo gói nước rồi ăn bát cơm, kẻo đói lắm rồi." Nhưng dẫu Điền có đói lắm chứ đói đến chết là cũng không còn lòng dạ nào ngồi vào mâm cơm nữa. Khi anh vừa dội gáo nước ngoài giếng xong, quay vào đang định bê mâm cơm nhà để phần ra sân ngồi ăn cho mát, thì thấy chị Luân, anh Trung,
anh Thụy kéo sang. Anh Trung vừa vào đã bảo Điền. Thôi, lát nữa ăn. Ra đây xem binh tình thế nào, còn phải tính chứ. Mạ bồi ruộng nương cấy hái đến nơi rồi. Chị Lân không biết nói với Trung hay chỉ chút nỗi lo. Tồi tệ gai nhất là mộng mạ vụ này cho các hộ gieo cả rồi. Giờ lại mang gộp Trung lại thì rồi giống má không biết đằng nào mà lần. Điền đã mặc xong quần áo dài ra, ra ngồi cạnh cái chiếu dài dưới sân, cầm siêu nước vối rót ra đổ 5 cái bát đặt trong chiếc khay gỗ bà cụ mang ra từ chập tối. Ông Hải thấy con xăm xái rót nước mời khách cũng sởi lời bưng từng bát nước Điền vừa rót xong, đặt trước mặt chị Luân, anh Trung và anh Thụy. Nào, chị với hai anh mời nước đi. Trung mừng bát nước để sát mũi hít hà như tận hưởng hương vị đặc biệt của loài nước vối nấu với lá chi chi. Rồi mới đặt bát nước kề môi, nhấm từng ngụm như uống trà. Đoạn Trung quay sang hỏi ông Mải. Bên ông vẫn còn trồng được cái giống lá chi chi, ủ với lá vối, uống vừa ngọt vừa mát, ngon thế. Cái gì mình đã có thì cứ nên giữ. Dù có phải giấu giếm cũng cứ phải giữ, chứ không thể bỏ. Ông có đồng ý với con như thế không? Ông Mải biết Trung đang nói đến cái gì, nên tỏ vẻ đồng tình ngay. Tôi nghĩ từ lúc chị Luân họp trên xã về qua báo tin rồi. Nàng mình cứ làm như mấy vụ nay vẫn làm. Có điều lần này phải giấu thật kín. Nói đến đây, ông cụ bỗng dừng lại giây lát rồi như bày tỏ nỗi niềm. Thôi, cũng đành mang tội thiếu trung thực với đảng một lần nữa, chứ còn cách nào khác. Điền bây giờ đã ngồi hẳn vào chiếc chiếu trải giữa sân, nhìn chị Luân hỏi. Em vừa mới về, thầy em nói em nghe chưa rõ lắm. Chị nói lại xem tình hình thế nào, lại đến nỗi phải thu hồi nghị quyết. Chị Luân xoay lại ghế ngồi, không quạt hai chân ra đằng sau như ban nãy, mà ngồi xếp bằng giống bốn người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên chiếu. Chị có tướng mạo đàn ông, cao to, béo khỏe, chân cao, tay dài như vượn. Không làm thì thôi, đã làm, ngay cả công việc nặng nhọc, khuân vác, gánh gồng hay thổ mộc, cánh đàn ông nhiều anh, theo được cũng còn khướt. Tuổi ngoài 40, trình độ đang học trung cấp nông nghiệp tỉnh, nhưng vì có con sớm, nhà bấn người làm nên phải bỏ, chứ son rỗi như người khác. Giờ chức gì chứ phó chủ nhiệm kỹ thuật chị làm ngon ơ. Chị Luân giờ làm bí thư chi bộ đội sản xuất Phương Trà, cũng là làng Phương Trà, bị huyện liệt vào làng nắm chuyện. Từ sau cái vụ báo tỉnh đưa lên trang nhất dòng tít giật gân, cân lợn già lấy thóc thật, làm huyện rồi xã tiếp không biết bao nhiêu đoàn kiểm tra, thanh tra, phóng viên báo đài. Chị Luân làm việc thận trọng, nhưng dám quyết, dám chịu trách nhiệm. Một khi đã biết việc ấy có lợi, chủ trương ấy hợp lòng dân, và đấy cũng là chỗ chị và Điền dễ gặp nhau, dễ cộng tác với nhau trong công việc của làng xóm. Ngay cả khi Điền còn làm bí thư chi bộ rồi chủ nhiệm hợp tác, hay bây giờ Điền đang còn gánh trên vai cái án kỷ luật lưu đảng. Thế nên nghe Điền hỏi, chị Luân nói rành rẽ. Nội tình trên huyện trên tỉnh thế nào không biết, chỉ biết chiều nay đảng ủy, cụ thể là ông Lận thay mặt thường vụ ký giấy triệu tập toàn ban chấp hành các bí thư và chi bộ lên họp đột xuất. Vì giấy triệu tập chỉ thấy ghi chiều ngày chứ không ghi rõ giờ, nên khi tôi đến đã thấy ông Mà, cán bộ ban kiểm tra huyện ủy, đang phổ biến chỉ thị của huyện ủy thu hồi nghị quyết giao dụng khoán. Ông Mà còn nói rõ là nếu nơi nào không nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị này, tập trung toàn bộ dùng đất về tập thể làm, tập thể phân chia hoan lợi, nghiêm cấm khoán ruộng cho xã viên dưới bất kỳ hình thức nào, thì bí thư nơi ấy phải chịu kỷ luật nặng. Chị Luân nói đến đấy mọi người như chết lặng. Giây lát, Điền phá vỡ không khí tăng tóc ấy bằng một câu hỏi mà chính chị Luân cũng phải nghĩ một lúc mới nhớ ra. Ai ký chỉ thị thu hồi nghị quyết? Để tôi nhớ xem, vì cuộc họp chiều nay chẳng khác cái trở vỡ, mọi người xôn xao về cái chỉ thị ấy quá thể, nên cũng chỉ nghe câu được câu trăng. Nhưng tôi nhớ lúc ấy ông Mà còn đọc cả ngày tháng và tên người ký mà lại. À phải rồi, ông Trường, tôi nhớ rồi. Thay mặt thường trực phó bí thư Đào Trọng Trường, đúng đúng, ông Trường ký chú ạ. Điền phân vân. Sau nghị quyết thì bí thư ký, mà chỉ thị thu hồi nghị quyết lại phó bí thư ký là thế nào nhỉ? Chị Luân bây giờ như mới nhớ ra. À phải rồi, phổ biến chỉ thị xong cũng có người hỏi như chú hỏi đấy, nhưng ông Mà chỉ nói bí thư đi vắng việc gấp, phó bí thư ký thay cũng được chứ sao. Nhưng lúc ra đến ngoài tôi lại nghe có người nói ông Mà giấu, chứ bí thư bị tỉnh triệu lên, đang ngồi làm kiểm thảo trên đấy. Ông Mải như bây giờ mới thực tin lời chị Luân nói hồi chiều là thực 100%. Còn như suốt từ tối đến giờ, ông vẫn đinh ninh rằng
Cái điều tệ hại ấy không thể là thực, hoặc có thực cũng chỉ vài chục phần trăm là cùng. Nhưng không những chỉ vài chục phần trăm là cùng, mà còn thực 100% thì quả là một tai họa thật rồi. Không phải lúc nào người hết lòng tận tụy vì dân cũng được trên yêu dưới kính. Ông Hải bỗng thấy buồn nhão cả người, đứng dậy đi ra ngoài bể nước. Điền thấy bố đi ra ngoài bể nước, ngỡ ông cụ thấy nóng bức, lại ra làm gáo nước mưa, cảm thì khốn. Vội đứng dậy đi theo. Nhưng đã thấy ông cụ múc gáo nước, vục tay, xoa lên mặt. Không hiểu để giải cơn nóng bức hay để cho tỉnh ngủ. Điền lại quay vào. Cũng đúng lúc ngoài ngõ có tiếng phanh xe đạp cùng tiếng người nói. Nhà có việc gì mà ngồi đầy cả ngoài sân thế này? Công Nghi Thán không chỉ mang nghĩa hỏi mà còn hàm chứa cả lời chào. Điền nhận ra ngay người vừa nói và đang dong xe đạp vào ngõ là Đĩnh, vội hỏi. Có việc gì anh vào trong này muộn thế? Đĩnh nói ngay như thể để trong bụng chỉ nửa giây nữa là nổ ruột mất. Tôi đi học về cùng với chú. Đến nhà vừa ăn xong lương cơm thì dì Dậm sang bảo ông Cải bị bắt. Mà làm sao anh em mình không biết gì sất nhỉ? Bị bắt bao giờ? Bắt ở đâu? Ai bắt? Mọi người trao trác hỏi. Đĩnh khỏa tay. Thì cứ nghe hết đã nào. Hỏi ai nói thì dì ấy bảo chiều nay họp trên xã nghe ông Mà ở ban kiểm tra huyện ủy về phổ biến chỉ thị thu hồi nghị quyết ra dụng khoán. Nghe mấy người xì xầm với nhau thế chứ cũng không ai dám nói rõ là bắt bao giờ. Bắt vì tội gì? Có đúng là tội ra nghị quyết chống lại đường lối hợp tác hóa nông nghiệp, đưa nông dân đi theo con đường tư bản chủ nghĩa như chỉ thị thu hồi nghị quyết nói không? Thế nên hai anh em mới vội vào đây bàn với chú Điền xem binh tình ra sao. Thì may quá, lại gặp được cả ông và chị Luân, anh Trung, anh Thủy ở đây rồi. Không biết có phải Đĩnh mang đến tin Cải bị bắt vì quá đối bất ngờ với ông Mải và Điền, rồi chị Luân, anh Trung, anh Thủy, nên dường như không ai để ý đến một người nữa đi vào có phần rụt rè cùng với Đĩnh. Người ấy đi sau Đĩnh mấy bước, dựng xe đạp vào cạnh tường bếp ngay lối cổng vào, lý nhí chào mọi người, rồi xà ngay xuống ngồi nấp sau lưng chị Luân. Dẫu ngồi nấp sau lưng chị Luân, nhưng chiếc áo phin trắng ngắn tay với mái tóc quấn búi tó như quả bưởi sau gáy vẫn làm nổi bật không chỉ về màu sắc giữa mấy người mặc áo dài nâu, áo may ô, mà còn cả về cơ thể sung mãn, hừng hực sức sống. Giờ đây đang phải kìm nén, phải ý tướng giữ gìn, vì biết rằng sự xuất hiện có phần đường đột của mình tối nay ở nhà Điền là việc bất đắc dĩ. Hay nói như Đĩnh, khi hai người ở nhà Đĩnh dắt xe đi là vì công việc, chứ đâu phải vì để biết nhà chú ấy mà đi. Biết nhà chú ấy thì lúc nào đến trả được. Người ấy là Dập, bí thư chi bộ kiêm đội trưởng đội Phương Lưu. Còn gọi làng Phương Lưu, cái làng bị huyện liệt vào làng rách việc, giao hẳn cho huyện công an đặc cách theo dõi. Dậm ngồi nấp sau lưng chị Luân, ý tứ nhìn vào trong nhà, dừng lâu ở nơi đặt ban thờ, chiếm gần hết nửa phía trong gian nhà giữa. Bỗng có cảm giác như cái ban thờ kia đang lừng lững đi ra, chụp lên đầu, lên vai, làm toàn thân Dậm như hoàn xuống, rồi lại dùng mình gồng lên, gắng gỏi vượt qua. Dậm ở nhà chỉ có một mình, không là lớn, cũng không là bé. Cha mẹ Dậm sinh được hai người con gái, thì cô chị lấy Đĩnh, người cùng làng. Chỉ còn mình Dậm ở nhà trông nom bà mẹ già. Và dẫu là gái, vẫn phải hương hỏa gia tộc. Nhưng hương hỏa gia tộc nhà Dậm thực cũng không thờ cúng nhiều. Nếu không kể Tết nhất thì duy mỗi cái giỗ bố. Còn ông bà cụ kỵ đã có ông anh ruột của bố trông nom hương hỏa gia tiên. Còn Điền, bố mẹ cũng chỉ được hai anh em. Cô em gái Viên nghe đâu đang yêu cậu Bính, cháu gọi ông Thuật bằng chú ruột. Nên muốn hay không, Điền vẫn cứ là trưởng. Không những thế còn là trưởng của cả dòng tộc. Vì cụ sinh ra ông Mải tiếng là có tới bốn người con trai. Nhưng ông Mải vẫn là lớn nhất, phải đảm đương việc thờ cúng cả dòng tộc. Trẻ quyền cha, già quyền con. Giờ ông cụ còn khỏe, trông nom hưng hỏa. 10 năm nữa răng rụng má rồi, không đến vợ chồng con trai, còn ai bảo đấy. Dậm thực bụng từ lúc bước chân qua cái cổng tre nhà này, cứ thấy xốn sang thế nào. Không phải vì yêu nhau hàng năm nay, đây là lần đầu Dậm bước chân vào nhà Điền. Nhưng cũng từ lúc bước chân qua cái cổng tre nhà này, Dậm bỗng thấy lòng xốn sang. Một sự xốn sang rất khó diễn tả. Không vui sướng, không vồ vập, cũng không buồn lo. Có gì mà buồn khi một cô gái biết mình chắc sớm muộn sẽ về làm dâu nhà người. Còn lo, đúng là Dậm có lo. Lo thực sự khi lần đầu tận mắt nhìn thấy cái ban thờ một nhà trưởng tộc với đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của cháu con nối dõi tông đường đặt cả vào đó. Dậm đang bần thần nhìn vào trong nhà nơi đặt cái ban thờ chiếm gần nửa phía trong gian nhà giữa, bỗng nghe tiếng Điền gọi đúng tên mình cật vấn. Cô Dậm nhớ lại xem, ai nói anh Cải bị bắt khi nào vì tội gì, cố nhớ lại xem ai nói với cô như thế. Nghe Điền hỏi có phần hơi gắt,
nhưng Dậm chỉ nghĩ anh ấy cũng như mình, muốn được biết rõ sự thật, cũng vì muốn biết rõ sự thật mà mới nghe anh Định nói. Thôi được rồi, muộn thì muộn, tôi biết gì cũng phải vào Phương Trà bàn với cậu Điền, xem có cách gì không, chứ không thể chỉ nghe cái ông kiểm tra bảo thu hồi là thu hồi, đâu có dễ. Nghị quyết của cả ban thường vụ huyện ủy chứ đâu phải tờ giấy lộn, mà muốn thu là thu được ngay. Nhưng bảo Dậm cố nhớ lại xem ai nói khi ấy thì chịu, không thể nhớ được, không thể phân biệt được rằng giọng nói ấy là của ai. Nhưng đúng là Dậm có nghe người xì xà xì xầm ở chỗ họp như thế. Dậm hơi ngẩng đầu lên, một tay tì vào vai chị Luân, nhìn Điền nói: nhớ chính xác là ai thì không thể nhớ, vì bây giờ chỗ họp ồn ào quá nhỉ chị Luân nhỉ. Không biết chị có nghe thấy không, nhưng em đúng là có nghe thấy người nói bí thư bị bắt rồi còn ký gì được mà phó bí thư trả ký. Người ấy còn nói với mấy người bên cạnh, em nghe câu được câu chăng, rằng đâu như hôm chủ nhật hôm kia, ông Cải về nhà ăn hỏi bà gì về đăng vợ. Nhưng vợ chồng chưa kịp đi ăn hỏi thì ô tô về tận nhà trở đi, cơm trưa cũng không kịp ăn mà lại. Ông Mải nghe đến đấy vội nói như hét lên: không thể như cải cách ruộng đất, muốn bắt ai thì bắt thế được, còn có dân có đảng, có chính quyền pháp luật, đi. Canh, các chị đi theo tôi, lên huyện ngay bây giờ, hỏi xem một người tận trung với nước, tận hiếu với dân như anh Cải cớ sao mang tội đến nỗi phải đánh ô tô về tận nhà bắt đi, cơm cũng không kịp ăn là nghĩa làm sao. Nhưng ông Mải và mấy người ngùn ngụt, bầu máu nóng sục sôi trong người còn chưa kịp đi, hay đúng hơn còn ngồi lại với nhau, người nói ngắn kẻ nói dài, bàn đi tính lại liệu có nên đi ngay bây giờ hay để sáng mai hẵng đi. Đi ngay bây giờ thì đúng là to chuyện thật, quan trọng thật, chết người đến nơi rồi thật. Nhưng đây lên tới huyện đạp xe nhanh cũng mất hơn một tiếng, vị trí già nửa đêm mới tới nơi, liệu còn gặp được lãnh đạo nào hay chỉ gặp mỗi bảo vệ. Mà chưa biết chừng gặp bảo vệ nhát gan, thấy đám người kéo vào lại hô hoán lên là có cướp vào công đường, công an kéo đến tống giáo vào nhà giam, thì còn biết kêu ai, ai kêu cho nữa. Thôi, để đến mai, ban ngày ban mặt, đi từ lúc mới mặc mặt rời, lên thẳng ủy ban, vào ngay phòng chủ tịch huyện, gặp bằng được ông trường hỏi cho ra nhẽ cái nghị quyết đấy, cớ sao khi lấy biểu quyết ông không giơ tay, thì chính tay quyền phó ban nông nghiệp huyện nói ngang đường với anh Đĩnh chứ còn ai nữa. Cớ sao khi biểu quyết thì không giơ tay, giờ lại nhanh tay thò bút ký chỉ thị thu hồi là nghĩa làm sao. Nhưng giữa lúc việc đi ngay đêm nay hay sáng mai hãng đi còn trương hạ ngũ, thì bà Mải và cô con gái không biết bám vai nhau đi hay dìu nhau từ ngoài ngõ vào, mà Viên như người không xương dựa hẳn vào người mẹ, tập tững bước thấp bước cao đi vào sân. Ông Mải là người nhìn thấy đầu tiên, vội đi ra hỏi nhỏ bà vợ: con nó Cảm ở đâu mà bà đưa về thế? Giọng bà cũng rất nhỏ, như không muốn để mấy người ngồi kia nghe thấy. Cảm kiếc gì đâu, ông cứ đi ra ngồi chuyện với mấy anh chị ấy đi, để tôi đưa nó vào giường rồi thư thả tôi nói cho ông nghe. Nhưng tôi dặn trước, ông phải thật bình tĩnh, không được làm ầm ĩ lên đâu đấy. Tiện mấy người ra cổng, Điền quay vào sân, cất điếu bát, khay ấm vào trong nhà, rồi lại ra cuộn chiếc chiếu để lên hiên. Bà mẹ từ gian buồng có Viên đang nằm đi ra, bảo: thôi, anh để lấy mai U dọn sớm, vào đây, thầy U bàn với anh việc này. Bà cụ vừa nói xong đã thấy ông cụ cầm cây đèn từ chỗ Viên nằm đi ra. Điền cảm thấy đúng là có việc hệ trọng đang đến thật rồi. Đúng là có việc hệ trọng đang đến thật. Nhưng bố con ông phải bình tĩnh, mới thu xếp trong ấm ngoài êm được. Bà mẹ nói như răn đe, lại như xoa dịu khi cả ba người đã ngồi xuống bên cái bàn uống nước. Ngày trước ban thờ gia tiên, ở gian giữa nhà, nơi vẫn thường diễn ra những cuộc bàn soạn công việc lớn lao trong gia đình. Chỉ khác giờ thiếu cô con gái, cũng chẳng còn đầu óc đâu ngồi với cả nhà được nữa. Bà nói là nói vậy, chứ ông cũng đã nghe bà nói vừa lõm bõm ở nhà dưới, nên bây giờ dẫu bực đến chết cũng phải nén. Thì con dại cái mang, biết làm thế nào mà chả bực đến chết cũng phải nén. Chỉ có Điền chưa hiểu chuyện gì, hoặc có chăng mới lờ mờ cảm thấy hình như cô em gái với cậu con trưởng dòng họ Phạm Công bên Phương Trì đang có gì trắc trở. Chứ không còn là chuyện ông cụ chưa ưng, vì không muốn làm thông gia với cánh anh em nhà ấy. Như hôm Điền đi Bắc Cạn về, một tối bố con trò chuyện thân tình cởi mở như lời bính nhờ, Điền đã ướm hỏi bố, nhưng ông cụ gạt đi ngay. Thông gia với bà Bao, cũng tức thông gia với ông Thuật, ông Lận, hạ người ấy không đáng để thù tiếp. Điền như không muốn kéo dài cái không khí nặng nề thêm nữa, nhìn mẹ dục: có phải là chuyện giữa cái Viên nhà mình với thằng Bính con bà Bao bên Phương Trì? Điền cố tình nhấn vào ba tiếng con bà Bao, như để khẳng định thằng Bính chỉ là cháu ông Thuật và Lận thôi.
Thì U cứ nói tuột ra xem nào, sao cứ phải rào rào đón đón mãi thế? Nhưng mẹ anh còn sợ tôi làm ầm lên, thì làng xóm người ta cười. Sợ người ta cười cho không biết bảo ban con, là để cho nó đưa nhau đi bờ ra bụi, đến nỗi bụng mang giả chửa mới sợ người ta cười. Ông nói thế chẳng hóa ra tôi để cho nó đưa nhau ra bờ ra bụi ư? Có người mẹ nào lại dạy con như thế không hả rời? Thế là Điền hiểu cốt lõi của nỗi buồn mà em gái vừa mang về nhà. Thôi, con xin thầy U bớt nóng giận. Mà chính U cũng vừa có lời xin thầy con đừng ầm ĩ lên cơ mà. Bây giờ U lại kêu gào lên thế phòng có ích gì? Ông Mãi nghe con trai nói cũng tĩnh tâm lại bảo. Bà nói lại sự việc cho thằng Điền nó nghe đi rồi tính. Nhưng tôi nói trước, từ nay bà phải để ý đến con Viên từng ly từng tí. Không được để xảy ra chuyện gì đó đấy. Bà Mãi dẫu còn bực bỏ với chồng về câu nói như lời buộc tội đồng lõa cho con gái đi chửa hoang. Nhưng nghe ông dặn thế cũng đủ cảm thấy trách nhiệm của một bà mẹ đối với cô con gái từ nay là cụ thể thiết thực từng ly từng tí. Nhỡ xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng chỉ còn biết chui xuống đất. Bà với tay lấy chiếc quạt mo trên bàn quạt phành phạch, rồi không nhìn chồng cũng chẳng nhìn con trai, mắt nhớn xuống tận gian buồng con gái nằm dưới nhà ngăn, nói như người hụt hơi. Theo con Viên nói với tôi từ mấy tháng trước thì hai đứa cũng gắn bó với nhau lắm. Thằng Bính còn nói với con Viên là nó đã hỏi ý kiến mẹ nó và chú Thuật chú Lận. Còn nhà mình thì bây giờ có anh Điền đây. U hỏi thật, có phải hôm đi Bắc Cạn mua sắn anh đã hứa với thằng Bính gả em gái cho nó đúng không? Hứa thì con không hứa, vì con cũng không có quyền đồng ý hay không đồng ý cho em nó lấy ai, mà quyền đó là ở thầy U. Nhưng con nghĩ Bính nó cũng tốt chứ sao? Dẫu là con trưởng trong gia tộc nhà ấy thật, nhưng thằng Bính là con ông Bao, liệt sĩ chứ có phải con ông Thuật đẻ ra. Vâng, thầy nói thế thì con chịu. Con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh, nhưng có giống chắc cũng chỉ phần nào thôi, chứ không thể là tất cả. Nên theo con, hai đứa nó thực lòng yêu nhau. Điền mới nói đến đấy, ông bố nó bực bỏ, cắt ngang. Thực lòng thực bề gì, tôi đã bảo anh rồi, không gả cho con cháu nhà ấy là không gả. Làng này, xã này hết con trai rồi hay sao, mà phải lấy con cháu nhà ấy. Nghe ông cụ đai nghiến, cả bà mẹ và cậu con trai chẳng còn biết nói sao. Bà Mài với tay cầm siêu nước rót ra một bát đặt trước mặt chồng. Ông Mài dáng chừng nói xong cũng háo, đón bát nước vối nấu với lá chi chi để nguội, đưa lên uống ực một hơi, thấy mát đến tận gan ruột. Bỗng có tiếng gà te tác nháo nhác và tiếng lợn động chuồng kêu hùn nền phía đầu hồi nhà. Bà Mài như có linh tính, vụt nhớ ra chai thuốc sâu hôm trước mua về phun mạ còn một ít để ngoài chuồng gà, ngay cạnh cửa chuồng lợn. Thế là ba chân bốn cẳng bà lao ra sân, nói với phía sau bảo Điền, anh cầm cái đèn pin ra nhé. Trong khi anh con trai còn đi tìm đèn pin thì ông bố đã cầm cái đèn Hoa Kỳ tất tả ra theo. Trong ánh sáng nhập nhọa của ngọn đèn đỏ như hạt đỗ, ông nhìn thấy bà một tay ôm ngang lưng con gái, một tay cầm chai thuốc sâu giơ lên như để kiểm tra lượng thuốc trong chai có còn bằng cái hôm bà lấy phun cho mạ. Ông thấy thế vội rằng lấy cái chai giơ thẳng cánh vứt vào bụi tre, bảo bà, nó không nói đã uống chưa thì bà cứ vả vỡ mồm xem nó có hé răng ra không. Điền cũng đã cầm đèn pin chạy ra đến nơi. Biết bố nói thế là cụ giận lắm rồi đấy. Chứ xưa nay cụ có quát nạt con cái bao giờ. Vội lặng lặng bước nhanh đến, một tay cầm đèn, một tay cầm cằm em gái hếch lên, rồi nhanh như chớp đặt cả mồm cả mũi vào mồm em hít hít ngời ngời. Đoạn quay ra, nói nhanh với bố mẹ. Không thấy có tí mùi nào, có khi em nó chưa uống. Ông Mãi bỗng dịu cơn thịnh nộ, bảo, thôi, bà đưa con nó vào trong nhà đi. Rồi quay gót vào nhà, vừa đi vừa thì thầm nói một mình. Thế cũng còn là may, may cho cái phúc nhà này thật rồi. Quả là phúc họa chỉ trong gang tấc, chậm một tí, nhanh một tị đều có thể là phúc hoặc có thể là họa thật khôn lường. Nhưng nhanh, chậm lại ở con người ta, như bà cụ Mài nghe tiếng gà te tác mà không vắt chân lên cổ chạy ra. Biết đâu cô con gái quẫn trí, dốc chai thuốc sâu vào mồm rồi cũng nên. Nhanh chậm ở con người ta nên không phải mọi việc đều khôn lường, mà nhiều việc con người có thể lường trước, biết trước được. Điền và Cải len được vào một chỗ thuận lợi thì đứng như chôn chân ở đó, nhìn dán mắt mà mấy người đàn ông cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi màu nâu thẫm, ngang lưng thắt mảnh vải hồng điều. Hai anh em len vào được mỗi chỗ mãi phía vòng trong, thế mà không biết có phải do kéo sơ mi trắng cộc tay rất nổi của Điền mách lối, mà dậm vào một cô bạn cũng người ngoài phương lưu, chẳng biết bằng cách nào cũng chen vào đợi gần đứng đằng sau. Rồi cũng chẳng biết bằng cách nào hay có con mắt để sau gáy, Điền bỗng nhiên thấy nhồn nhột phía sau, liền quay lại, nhận ngay ra Dậm. Em cũng vào mãi trong này xem mà, đi với ai thế? Điền nhìn Dậm nhỏ nhẹ hỏi. Dậm đánh mắt nhìn Điền giọng mềm đi, định bảo vào mãi trong này xem mới gặp được anh chứ. Hỏi thế mà cũng hỏi. Lại thao thiết nói.
không vào mãi trong này xem thì còn xem ở đâu. Rồi hai tay như đẩy vai cô bạn về phía Điền hỏi, anh không nhận ra chị Lư à? Điền nhìn thoáng lại một lúc, nói thác, tối trời, nhìn mãi không nhận ra ai. Cải nghe tiếng người nói lào thào phía sau lưng quay lại, nhưng tối trời không nhận ra cô đội trưởng Phương Lưu. Và lại Cải nghe tiếng người nói lào thào phía sau lưng thì quay lại theo cảm tính, chứ thực còn mài để tâm theo dõi hai người đàn ông đang tay năm tay mười nhào đất vo tròn thành bánh pháo to bằng cái mâm. Khi hai người đàn ông nhào lặn xong đống đất vo tròn thành bánh pháo bằng cái mâm thì tình lình Cải nghe ba tiếng trống thùng 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 như ba tiếng súng tấn công khai hỏa cất lên vang trời dậy đất. Bỗng tất cả mọi người trên sân như nín thở, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về chỗ hai người đàn ông ngang lưng thắt dài hồng điều đang lê hết sức gượng nhẹ hai tay bốc bánh pháo đất lên khỏi mặt sân, nâng lên ngang người, đẩy lên ngang đầu, giờ dồn hết sức lực giơ thẳng hai tay bê bánh pháo cho cao lên, cao nữa cao mãi, cao nữa cao mãi đến hết cỡ tay hai người đàn ông bất ngờ tung mạnh bánh pháo lên không trung. Trong tích tắc, một tiếng nổ dễ ngang tiếng sấm đánh bùng một phát làm hàng trăm người trên sân cũng như bùng cả lên. Sau tiếng nổ là một vành pháo đất văng ra như con chăn nằm cuộn trên sân, rồi tiếng người hò reo, tiếng trống thúc bật lên vang dậy, tường vỡ vụn cái sân gạch rộng đến mấy xào. Giữa tiếng reo hò của người xem, hai người trong ban tổ chức cầm thước dây chạy đến chỗ bánh pháo vừa văng xuống, chăm chú cẩn trọng đo từng vết nứt, chỗ gấp, khoảng văng xa của pháo. Cũng giống như nhảy cao nhảy xa trong điển kinh, luật chơi pháo lấy đất độ văng xa của bánh pháo làm kết quả cuối cùng để đánh giá tài nghệ của người chủ pháo. Hết đợt pháo của hai người đàn ông thắt dài hồng điều, đến lượt hai người đàn ông chỉ mặc chiếc quần đùi nâu, nhưng ngang lưng thắt dài vải xanh màu lá mạ như để phân biệt với hai người thắt vải hồng điều ban nãy. Giữa lúc Điền và Cải đang bị cuốn hút vào chỗ đánh pháo đất, thì nghe tiếng ai như cái viên đang hỏi mấy người đằng sau, có thấy anh Điền nhà em đứng ở chỗ nào không? Tiếng một người mách, vừa nãy còn thấy anh cô với ông gì ở huyện đứng ở phía trong kia kìa. Điền cũng nghe tiếng người nói với em gái như thế liền bảo Cải, anh đứng đây, em ra xem cái viên tìm có việc gì. Nhưng anh vừa đứng lên thì cô em gái đã len vào kéo tay, thầy bảo em ra tìm anh về ngay. Nhưng về ngay có việc gì hay có ai đến thế thì viên lại ấp áp úng như ngậm hạt thị. Thấy em gái cứ ấp áp úng, Điền cũng phần nào đoán ra, chắc là việc của nó nên không rộng miệng ra được mới ngậm hạt thị như thế. Điền quay lại bảo Cải, anh cứ ở đây, em ở nhà xem có việc gì mà thấy em lại cho cái viên ra tìm, rồi bao giờ tan em ra đón. Nhưng Cải lại lách mấy người đứng sau chen ra. Chờ mình với, xem thế đủ rồi, về nghỉ mai còn có cuộc họp trên tỉnh. Ba người sóng vai nhau ra đường cái, bấy giờ Điền mới nói như gắt với em gái. Nhà có việc gì mà thầy bảo ra tìm anh, sao em lại không nói được thế? Viên vừa cúi mặt đi vừa tùm tìm cười, nhưng ở trong cái đông người khó nói lắm. Cải như cố ý bênh Viên, thì bây giờ chỉ có em và anh với Điền, em nói đi để Điền nó khỏi sốt ruột. Nhưng Viên lại cố ý ngần ngại, e dè một lúc mới nói. Bên anh Bính có bà Bao với ông Thuật sang, thầy dục em ra bảo hai anh về. Điền trêu em, về để người ta sang xin ăn hỏi cô chứ gì, thế mà không nói trước để trông anh ở lại xem tí nữa, đang hay. Nhưng thầy bảo phải tìm bằng được hai anh về, thế mà ra đến đây mới nói, tí nữa thì anh Cải ở lại xem, khi nào tan anh ra đón. Cải can hai anh em Điền, thôi đằng nào cũng ra đến đây rồi, đừng trách em nó nữa. Nhưng này, mình hỏi cả cậu Điền và cô Viên để lát nữa về đến nhà còn biết đường mà trò chuyện. Hôm lâu nghe nói ông cụ không đồng ý làm thông gia với anh em nhà ông Thuật cơ mà. Giờ đến chạm ngõ liệu có xôi trẻ mắt mái không đấy hả? Điền nói ngay. Phải vận động mãi đấy anh ạ. Cải nhìn Điền với cái nhìn trìu mến rồi quay lại bảo Viên. Nhưng từ giày thì em đừng có dại thế nhá. Mới nghe mấy câu trách mắng đã nhẹ dạ tìm đến thuốc sâu. Nhưng cô Viên lại tủm tỉm cười. Em không dọa thuốc sâu, chắc gì thấy em đã đồng ý. Cả hai ông anh đi nhiều biết rộng, hóa ra lại không cao kiến bằng cô em gái. Chỉ ít cũng hai lần định đi thoát ly khỏi làng mà không đi thoát. Ba người đang tất tả bước trên đường làng được dài bằng xì than lò gạch, nhiều chỗ đã trũng xuống thành vũng lép bép nước thì nghe tiếng bước chân người như chạy gần phía sau. Rồi một giọng hồn hển, Viên hả? Viên ơi, chờ anh với. Viên dừng chân chờ, giây lát nghe tiếng Viên hỏi mà như gắt, có việc gì mà anh tất tả thế? Điền cũng quay lại, trong ánh trăng nhạt nhòa, vì chốc chốc lại có từng tảng mây vần vũ bay qua, báo hiệu trận mưa rào gió lốc đang mỗi lúc một đến gần. Anh nhận ra người thanh niên cao ráo và áo sơ mi trắng bỏ trong chiếc quần xanh xị lâm đang tất tưởi đến, chính là Bính, em rể tương lai. Điền dừng lại đợi Bính đến nơi mới hỏi, em ở chỗ xem ra hay ở nhà vào trong này đấy? Bính lễ phép, em ở nhà vào, hai anh đi xem sao về sớm thế? Viên tranh lời hai ông anh với một giọng chành chẻ, sớm gì, thầy bảo em ra tìm đấy, nhưng anh bị ma một mẹ chín con ngoài cây đa quán ông mận đuổi hay sao mà thở khiếp thế? Điền cũng nhìn Bính hỏi, em làm sao à? Không, em có làm sao đâu.
sao lại thờ khiếp thế? Viên lại lục vấn. Bính đi giữa một bên là Viên, một bên là Điền, và phía trước cách ba người chỉ mấy bước chân là Cải. Hào Hiền nói: Tại em mừng quá đấy anh Điền, anh Cải và Viên ơi. Khi mà em và chú Thuật vào trong này bằng người đun sôi siêu nước thì em Hòa ngoài chú Lận mới mang vào cho lá thư. Anh Điền có đoán là thư của ai không? Của bác Thàng anh à? Em mừng quá vì thư bác ấy nói ngoài 20 này bác ấy với bác Vang ở Phú Bình xuống dưới này bàn với mẹ con em đi mang hài cốt của thầy em về. Hai bác ấy đã liên lạc với bạn chiến đấu cũ ở miền Nam, tìm thấy mộ thầy em vẫn còn ở chỗ các bác ấy mai táng năm nọ. Thế nên em muốn chạy đò đằng nhà để báo ngay cho mẹ em và chú Thuật tin này hai anh ạ. Cả Điền và Cải nghe Bính nói cũng như vui lây. Còn Viên thì săn đón hỏi: Thế bao giờ hai bác ấy xuống hả anh? Bính chợt dừng lại chờ Viên đi đến gần mới nói: Trong thư chỉ thấy nói ngoài 20 tháng này chứ không nói rõ ngày nào hai bác ấy xuống. Cả bốn anh em Cải, Điền, Viên, Bính đều hăm hở bước đi trên đường cái. Không ai bảo ai nhưng trong lòng mỗi người man mác niềm vui không rõ nguyên cớ. Không biết từ đâu mang đến nhưng rõ là vui, một niềm vui không thể đọc thành tên, không thể nói bằng lời. Đang đi, Cải có cảm giác như trời mỗi lúc một vần vũ hơn, mỗi lúc một gió to hơn. Anh vội quay lại dục Điền và Viên, Bính, cả với Nương còn đang líu díu mãi phía sau. Đi nhanh lên, không mưa to bây giờ đấy. Điền chợt nhớ lời bà mẹ dặn lúc ở nhà, vội thọc hai tay vào hai túi quần, rút ra hai tấm vải ni lông gấp nhỏ bằng bàn tay, bụng chắc mầm nói với Cải: Yên Chí, anh với em có vải mưa đây rồi, chỉ còn hai đứa chúng nó, mưa to, chú tạm đâu chả được. Viên vội bước rào lên, giật thốc tấm vải mưa anh đang cầm, bảo: Anh với Cải đi chung một tấm, còn một tấm để hai đứa chúng em, chứ sao để chúng em phải trú mưa ngang đường đêm hôm thế này. Nói thì nói vậy, chứ đằng nào Viên cũng giật được tấm vải mưa trong tay ông anh rồi. Điền nghe em gái nói như việc đã rồi, vội đi vượt lên, vừa đi sóng vai với Cải vừa bảo: Trời đặc mây mỏi nồng lắm anh ạ, không những mưa mà còn gió lốc nữa là khác. Thấy em bảo gió lốc là thứ bão đồng, đã nổi lên là có mưa to gió lớn. Dễ ngang bão cấp 9, cấp 10, cuốn đi không biết cơm ăn nào là sâu, bệnh hại. Nên hệ bão lốc nổi lên là thế nào mùa màng cũng tốt bằng năm bằng 10 vụ trước, lạ thế. Cải ngước nhìn nền trời đêm vần vũ những đám mây mọng nước bảo: Cuốn đi không biết cơm ăn nào là sâu bệnh hại thì càng tốt chứ sao, nhưng anh em mình vẫn phải đi nhanh không ướt đấy. Cả bốn anh em Cải, Điền, Viên, Bính đều đi như chạy về lối xóm. Nền trời vần vũ những đám mây xám xịt, gió thông thốc lướt trên đồng lúa, xào xạc hàng cây ven đường, kéo kẹt khóm tre bờ ao đầu ngõ. Khởi thảo năm 1983, hoàn thành năm 2007, tác giả Cao Năm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tiểu thuyết Bão Đồng của tác giả Cao Năm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.